Xin chào quý vị và các bạn. Khám phá lịch sử xin được chào đón quý vị đến với tập podcast mới nhất của chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian trở về cuối thế kỷ 19 để khám phá một giai đoạn biến động và đầy thú vị trong lịch sử phương Tây. Đây là thời điểm đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của xã hội, kinh tế và văn hóa, đặt nền móng cho thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống. Cuối thế kỷ 19 cuộc sống ở châu âu và bắc mỹ chứng kiến những thay đổi sâu rộng giáo dục công cộng và truyền thông đại chúng đã tạo ra một bức tranh chính trị và giải trí hoàn toàn mới cuộc sống thường nhật của tầng lớp lao động cũng thay đổi đáng kể nhờ sự xuất hiện của các hình thức giải trí mới mẻ năng suất của cách mạng công nghiệp đã nâng cao mức sống cho người dân trong khi truyền thông đại chúng trở thành một lực lượng ngày càng quan trọng các trường học bắt đầu chú trọng việc giáo dục lòng yêu nước và một khái niệm mới xuất hiện, người tiêu dùng. Khoảng 30 năm trước, chiến tranh thế giới thứ nhất, một sự thay đổi căn bản đã diễn ra, có thể gọi là cuộc cách mạng sâu sắc nhất mà phương Tây từng trải qua. Trước đó, lịch sử chủ yếu được viết bởi tầng lớp thượng lưu cho tầng lớp thượng lưu và về tầng lớp thượng lưu. Giờ đây, những người bình thường, tầng lớp lao động, bắt đầu có tiếng nói họ được ăn uống đầy đủ hơn mặc đẹp hơn có việc làm ổn định hơn và được tiếp cận với những tiến bộ vật chất như đèn điện đèn khí gas tầng lớp trung lưu bắt đầu xuất hiện và mở rộng nhanh chóng bao gồm không chỉ các nhà công nghiệp nhân viên ngân hàng giáo sư mà còn cả chủ cửa hàng nhân viên bán hàng thư ký thợ thủ công họ biết chữ có thời gian và tiền bạc và bắt đầu có ảnh hưởng về kinh tế và chính trị tuy nhiên Phần lớn dân số vẫn là nông dân. Họ sống cuộc sống giản dị, gắn bó với làng quê, chưa thực sự là một phần của nền kinh tế thị trường, chứ đừng nói đến nền kinh tế quốc gia. Chính trị quốc gia đối với họ là một điều gì đó xa vời. Nhiều người thậm chí không nói được ngôn ngữ quốc gia mà chỉ sử dụng tiếng địa phương. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi vào khoảng 100 năm trước, việc đi học trở nên công cộng, phổ cập, bắt buộc và miễn phí. Trước đó đã có trường học và trẻ em cũng được đi học, nhưng chưa bao giờ tất cả trẻ em ở Tây Âu đều được dạy đọc và viết như thời điểm này, kể cả trẻ em gái. Điều này rất quan trọng vì nó giúp hình thành một bản sắc chung cho người dân. Họ biết mình là người Pháp, người Đức, họ nói cùng một ngôn ngữ. Bằng cấp trở thành chìa khóa để có được một công việc, đặc biệt là khi nền kinh tế hiện đại đang tạo ra nhiều công việc mới. Việc mở rộng hệ thống đường bộ và đường sắt cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối nông thôn với thành thị, đưa người nông dân vào nền kinh tế quốc gia. Họ phải học cách giữ sổ sách, hoàn thành các mẫu đơn, sử dụng các đơn vị đo lường và tiền tệ quốc gia. Điều này khiến họ nhận ra tầm quan trọng của việc học hành và họ bắt đầu ủng hộ con cái đến trường. Các trường học không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền tải các giá trị và tiêu chuẩn của thế giới mới như lòng yêu nước, tinh thần công dân ý thức tuân thủ pháp luật. Những người được đi học vào những năm 80, 90 của thế kỷ 19 sau này đã trở thành những người lính nhiệt huyết trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Nền kinh tế đang phát triển thu hút người dân từ nông thôn ra thành phố, tạo điều kiện cho những người ở lại nông thôn có cuộc sống tốt hơn. Sự cô lập giảm bớt, nông thôn được hội nhập nhiều hơn vào nền kinh tế và văn hóa quốc gia. Báo chí, với nhiều hình ảnh minh họa trở nên phổ biến cùng với các tiện nghi sinh hoạt khác như bếp lò, bát đĩa, quần áo may sẵn. Cuộc sống ở nông thôn bắt đầu giống với cuộc sống ở thành thị. Quý vị nghĩ sao về những thay đổi này? Đó là kết quả của nhiều yếu tố từ sự phát triển của công nghiệp, giao thông, truyền thông đến sự tự lực, đoàn kết và tổ chức của người dân. Việc tiếp cận lá phiếu cũng khiến các chính trị gia phải nỗ lực phục vụ cử tri, cung cấp những gì cộng đồng cần. Năng suất lao động tăng lên, dẫn đến giá cả giảm xuống, hàng hóa trở nên dễ tiếp cận hơn. Điều này tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực, giúp người lao động có thu nhập ổn định hơn, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, từ đó có thể chi tiêu nhiều hơn. Ví dụ, tuần lễ người anh với 5 ngày rưỡi làm việc đã lan rộng ra nhiều nước, cho phép người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, giải trí. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về ảnh hưởng của học thuyết tiến hóa và chọn lọc tự nhiên của Charles Darwin. Cuốn sách về nguồn gốc các loài của ông xuất bản năm 1859 đã tạo ra một cú sốc lớn. Darwin cho rằng các loài động vật tiến hóa theo thời gian để thích nghi với môi trường, chứ không phải do một đấng sáng tạo nào cả. Khái niệm đấu tranh sinh tồn đã nhanh chóng được áp dụng cho các quốc gia, tạo ra quan niệm về sự cạnh tranh giữa các quốc gia để sinh tồn và thống trị. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghiệp và đô thị cũng đặt ra những vấn đề mới. Một bộ phận lớn dân số bị ốm yếu, kém phát triển. Lòng nhân ái Kitô tô giáo và lợi ích quốc gia đều đòi hỏi phải cải thiện điều kiện sống và làm việc của tầng lớp thấp hơn. Việc người lao động có nhiều thời gian rảnh rỗi cũng dẫn đến sự ra đời của các hoạt động giải trí lành mạnh, đặc biệt là thể thao. Các trò chơi có tổ chức được coi là một cách để sử dụng năng lượng dư thừa, tránh bạo lực và tội phạm, đồng thời cải thiện sức khỏe và đạo đức của người dân. Bóng đá, bóng bầu dục, bóng chảy, bóng rổ, lần lượt xuất hiện và nhanh chóng trở nên phổ biến. Thể thao không chỉ là một hình thức giải trí mà còn là một ngành công nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của báo chí, giao thông, quảng cáo. Sự phát triển của xe đạp cũng là một ví dụ điển hình cho sự thay đổi trong thời đại này ban đầu xe đạp là một môn thể thao dành giới thượng lưu nhưng sau đó giá cả giảm xuống nhiều người có thể mua được xe đạp trở thành một phương tiện giao thông phổ biến thúc đẩy việc xây dựng đường xá phát triển du lịch và thậm chí còn góp phần giải phóng phụ nữ khỏi những trang phục gò bó tuy nhiên không phải ai cũng hào hứng với những thay đổi này nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu cảm thấy lo ngại trước sự trỗi dậy của tầng lớp thấp hơn họ e ngại sự pha trộn văn hóa sự cạnh tranh trong giáo dục và việc làm, sự thay đổi trong quan hệ xã hội. Từ đó xuất hiện một xu xu hướng mới, chủ nghĩa tiên phong. Các nghệ sĩ, nhà văn, triết gia tìm cách khẳng định sự khác biệt của mình với đám đông bằng cách sáng tạo ra những tác phẩm độc đáo, khó hiểu, chỉ dành cho một số ít người, tinh hòa. Âm nhạc không giai điệu, tranh vẽ không hình dạng, thơ không vần điệu, trở thành biểu tượng của sự tinh tế, cao cấp Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến sự chia rẽ giữa nghệ thuật và công chúng. Các nghệ sĩ hoặc phải sáng tạo những tác phẩm thương mại, dễ hiểu, dễ tiếp cận, hoặc chấp nhận sống trong cô lập bị đám đông vô cảm, xa lánh. Cuối thế kỷ 19, nhiều người cảm thấy bất an trước những biến động xã hội như bút ngày tận thế sắp đến. Họ gọi những năm này là fin de siècle, sự kết thúc của một thế kỷ. Và quả thực, năm 1914, đã chứng kiến sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ nhất, đánh dấu sự kết thúc của một thế giới cũ và mở ra một thế giới mới, phổ biến hơn, dân chủ hơn và định hướng đại chúng hơn. Cá nhân tôi nghĩ rằng đây là một giai đoạn lịch sử vô cùng thú vị, phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị cũ và những tư tưởng mới. Quý vị và các bạn có đồng ý với tôi không? Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tập podcast của Khám phá lịch sử hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo khi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cuộc chiến tranh chấm dứt mọi cuộc chiến tranh